Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là máy vệ sinh giường đệm của Hoover. Thì đây là một chiếc máy vệ sinh giường đệm của Hoover. Nó khá là nhỏ gọn và trọng lượng của nó tầm khoảng 2 kg. Máy chạy bằng điện với cái chiều dài của dây cáp nó có thể dài đến là 5 m, vì vậy mình có thể dễ dàng di chuyển trong một cái phạm vi rất là lớn. Và giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn về cái cấu tạo của Hoover, cũng như là chút nữa mình cũng sẽ chạy thử để xem Hoover hút trên cái phần đệm như thế nào. Thì đây là hình ảnh chi tiết về một cái máy hút giường đệm của Hoover. Thì như các bạn thấy là nó được thiết kế khá là bắt mắt với màu đỏ và màu trắng là chủ đạo. Thì ở đây là phần bên trên là các bạn nhìn thấy là một là phím khởi động của nó này. Phím thứ hai là phím mode để giúp các bạn điều chỉnh và chọn chế độ. Thì ở đây chế độ ở đây nó sẽ có 3 cái chức năng sẽ kèm với thành 3 cái chế độ đấy. Thì nó sẽ có 3 cái vùng đèn sáng ở đây để thể hiện cho bạn, nếu như mà cái đèn sáng ở chỗ vacuum này nghĩa là máy chỉ đang ở chế độ là hoạt động hút. Ở cái phần mà roll của cái pad thì nó chính là cái phần mà chân ở phía đằng dưới này của máy xoay, nó sẽ xoay tròn. Đây là cái phần mà roll. Và cái chức năng tiếp theo của nó là tia UV. Thì cái tia UV này là khi các bạn bấm khởi động thì cả ba cái chức năng này nó sẽ khởi động cùng lúc. Nhưng mà nếu các bạn muốn tắt dần từng chức năng một thì bấm vào cái chế độ mode, là cái nút mode ở đây. Còn phía dưới này của nó thì các bạn sẽ nhìn thấy một là có cái phần mà cái roll quay, chính là cái chổi quay để quét để cuốn những cái bụi sợi vào đây này. Còn đây là cái phần mà đèn UV, chiếu tia UV của nó đấy. Mấy cái đèn UV là để diệt khuẩn và tránh gây tổn thương. Thì thì máy có một cái chế độ an toàn đấy là nó sẽ không bật cái đèn UV này nếu như mà nó không bạn không để gần cái đối tượng hoặc cái vật mà các bạn muốn hút bụi trong vòng khoảng 5 cm, thì máy mới bắt đầu tự động bật cái tia UV lên. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cách cái tháo dỡ và vệ sinh. Nó thiết kế khá là hay. Ở phần đầu này, ngay phần đầu này các bạn sẽ có một cái điểm, các bạn có thể ấn lùi vào cái phần lò xo ở giữa này để mà các bạn mở cái phần chứa bụi của nó ra. Đây chính là cái hộp chứa bụi. Hộp chứa bụi này là nó có khả năng chứa được 0,3 lít đấy. Thì các bạn có thể tháo vời cái phần chứa bụi này rất dễ để mà vệ sinh này. Đây là phần động cơ máy. Ở trong cái phần tháo bụi này thì các bạn có thể mở cái xoáy ngược lại kim đồng hồ. Các bạn nghe thấy tiếng tặc một cái như này là các bạn có thể mở ra dễ dàng. Sau đó các bạn đổ những cái phần bụi ở trong này ra. Khi mà các bạn hút thì bụi nó sẽ chứa vào đây và vệ sinh cái phần mà cabin chứa bụi của máy. Còn đây là cái phần mà cái bộ lọc này, bộ hút này. Và ở đây thì nó có một cái phần lọc nữa là các bạn có thể mở được ở bên trong này để mà vệ sinh cái phần máy lọc ra. Ở đây nó có một cái có một cái nẫy, các bạn bấm tay vào cái nẫy này thì các bạn có thể mở cái nắp này ra rất là dễ dàng. Thì các bạn sẽ thấy có một cái màng lọc của Hoover ở đây. Đấy, cái miếng lọc nó sẽ lắp đây, có viền cao su. Và các bạn có thể hoàn toàn là vệ sinh được cái khu bên trong này, bên trong của máy. Việc mở và vệ sinh rất là dễ, mọi cái nó đều có cái nẫy để các bạn có thể dễ dàng để mở và đóng. Sau khi mà vệ sinh xong thì các bạn lại đóng lại, lắp lại tất cả các bộ phận này như là lúc ban đầu. Đó, các bạn đóng lại. Thì khi nắp Hoover thì các bạn nhìn thấy cái chữ Hoover cùng với cái phía gáy của nó thẳng ở chữ ở đây. Thì các bạn chỉ cần lắp thẳng nó vào. Đây. Thẳng phần Hoover đấy. Các bạn chỉ cần lắp vào rồi các bạn xoay nghe thì tiếng tật cái là nó sẽ là chắc chắn như thế này. Đây là cái phần mà để thay cái bụi. Khi mà lắp lại máy thì các bạn cứ để thẳng cái chữ Hoover như này, sau ấn nhẹ xuống là nó sẽ ăn khớp với nhau. Còn cái phía ở dưới đằng chân này, nếu muốn vệ sinh cái chổi lăn ở đây ấy, thì các bạn có thể mở, đầu tiên là các bạn mở cái vít, các bạn thấy cái vít ở đây này. Các bạn mở lên, sau đó các bạn dùng hai tay bấm có hai cái nẫy ở hai góc này. Các bạn, hai cái nẫy này khi mà các bạn bấm thì nó sẽ
mở lên như thế này, canh một chút và cộng với mở của cái vít đây thì các bạn sẽ tháo được cái khu vực mà có chổi lăn này. Đấy là khu vực chổi lăn, các bạn có thể cũng vệ sinh được luôn. Còn đây là cái phía quạt gió của Hoover. Khi các bạn cắm điện vào xong nhá, các bạn bật cái luôn này. Bạn để ý hai cái đèn này. Thì ngay lập tức là hai cái chức năng va cầm và cái chức năng quay cái chổi quay bên dưới ấy, nó sẽ cùng lúc. Thật ra cái lúc mình bật ngay đấy cái tia UV nó cũng đã hoạt động rồi. Nhưng mà nếu như mà mình không để gần cái đối tượng mà mình muốn hút trong vòng khoảng 5 cm ấy, thì cái tia UV nó sẽ không tự động bật lên. Nhưng mà chỉ cần các bạn để gần cái đối tượng mà bạn muốn hút thì nó sẽ bật sáng cái tia UV lên. Khi mình để gần mặt bàn hơn thì các bạn sẽ thấy là cái tia UV này nó sẽ sáng lên. Còn để mà muốn giảm dần các chức năng, ví dụ các bạn chỉ hút không hoặc là chức năng roll thôi, thì các bạn bấm thêm cái mode ở phía gáy này để mà nó điều chỉnh là giảm bớt các chức năng là tắt UV hoặc là tắt cái chức năng quay đi. Giờ thì mình sẽ hút thử bụi ở đệm nhà mình. Đây là cái mặt sau của đệm nhà mình. Thì thường là đệm thì các bạn rất khó để nhìn được hết những cái vết bẩn hay là những cái bụi bẩn nó nằm ở bên trong sợi nằm ở trong cái sợi vải hoặc nằm trong cái phía đệm của mình. Mấy thêm nữa là những cái vi khuẩn hoặc là nó nằm ở trong đấy lâu vì trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng không thể nào mà nhìn thấy bằng mắt thường. Nên là mình sẽ muốn vệ sinh. Nhưng mà thật ra cái chỗ mình ngủ là cái chỗ cũng rất quan trọng và nó cũng có nhiều vi khuẩn ở đấy. Để đảm bảo một cái sức khỏe tốt hơn thì các bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh và diệt khuẩn cho đệm của mình. Giờ thì mình sẽ sử dụng Hover để thử chạy trên cái đệm mình để xem cái khả năng hút bụi cũng như là xem là cái khả năng hoạt động của máy. Là cả ba cái đèn nó đều sáng lên. Nếu như mình rời xa ra thì đèn UV sẽ tự động tắt này. Ở đây là máy đã hút, mình chỉ hút một cái khu vực nhỏ để cho các bạn thấy. Là nếu bạn muốn kết hợp và chỉ muốn tắt cái chế độ quay đi, cái roll quay bên dưới thì các bạn bấm thì nó sẽ tắt cái UV, sau đó bấm cái roll thì sẽ tắt cái roll nhưng mà còn lại mình sẽ bật lên cái UV để là mình không cần phải quét nữa. Mà lúc này là mình đang sử dụng cái tia UV để diệt khuẩn cho mình. Và bây giờ thì mình sẽ để các bạn xem là cái lượng bụi mà máy đã hút được ở trong cái phần đệm mình một cái thời gian rất là nhỏ với cả cái khu vực mình đi rất là nhỏ thôi để kiểm tra về máy. Thì các bạn mở lên đây chính là cái hộp mà chứa bụi này. Đấy các bạn đã nhìn thấy kỹ không? Thì đây chính là cái phần bụi trong một thời gian rất ngắn, một cái phạm vi nhỏ ngay phía đằng trước mặt này thôi. Một cái phần rất là nhỏ mình hút đã thấy rất là nhiều những cái sợi 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 vải mà nó bị bẩn ở đây, nó đen như thế này. Các bạn xoáy mở ra. Những cái sợi nhỏ như thế này thì không thể nào mà các bạn có thể nhìn thấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là bụi bẩn luôn. Vậy hãy thường xuyên là vệ sinh khu vực quan trọng chiếm đến 1/3 thời gian các bạn ở một ngày các bạn ở trên giường như vậy. Nếu như là nó sạch sẽ thì các bạn sẽ giữ được sức khỏe tốt hơn. Đấy. Đây đây chính là những cái sợi bụi bay như này, nếu như mình hít phải hay trẻ con hít phải thì nó cũng không hề tốt. Và trong quá trình đấy thì có tia UV nó cũng diệt bớt cái vi khuẩn gây kích ứng và không tốt cho sức khỏe của mình. Chỉ trong thời gian rất là ngắn và trong một cái phạm vi rất nhỏ thôi, bạn đã thấy là cái lượng bụi mà máy hút được rất là nhiều ở đây. Như vậy là Guto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về máy vệ sinh giường đệm Hover. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website guto.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.